Vâng, lời đầu tiên cho lễ ký gửi tới toàn thể các quý vị khách quý và các bạn 1973 Châu Vàng Phúc Thọ và toàn quốc một lời chào, một lời chúc tốt đẹp nhất. Và lễ ký xin giới thiệu, lễ ký là có nickname là nhà giáp Lê Kỹ đến từ Đan Phượng và quê hương của Lê Kỹ tại đây ạ. Vâng, rất vinh dự hôm nay được Hội Châu Vàng Phúc Thọ tổ chức tại địa phương của Lê Kỹ. Vâng, Lê Kỹ không biết nói gì hơn, cảm ơn tất cả các bạn đã dành tình cảm về tại quê hương Đan Phượng của Lê Kỹ. Sau đây Lê Kỹ sẽ gửi tới cả nhà một ca khúc Về Xứ Nghệ Cùng Anh. Vâng, xin các bạn một tràng vỗ tay cổ vũ cho Lê Kỹ được không ạ? Vâng, cảm ơn tất cả các bạn Châu Vàng 1973. Em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió. Về rồi anh thương nhiều hơn nữa, bởi nơi em thấm đượm tình quê. Về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi lời anh thắm đượm tình quê. Em có về xứ Nghệ với anh không? Có dòng sông vui tơ anh nặng nỗi câu dân ca bắt nguồn từ về quê lặng nghĩa ân tình câu ví rằng người ơi về đi em về với quê anh lược biển non xanh đường quanh quanh xứ Nghệ về
đàn phượng quê anh. Vâng, cảm ơn cả nhà.